Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiến hành mình sơn cái non bộ mà hồ co di động, trên hồ co di động 3 mặt kính. Thì đây các bạn có thể thấy này, mình quay 3 mặt các bạn xem. Thì 3 mặt nó đều có kính hết. Thì mình làm cái này là mình làm theo cách mới và theo một số yêu cầu của khách hàng các bạn. Nhiều khách hàng đến hồ của mình thì cứ đòi đến giống như vậy này, mua hồ của mình này, đòi 3 mặt kính. Thì lúc mà mình làm xong rồi và đòi cắt ra ba mặt ra, cắt thêm hai mặt nữa để gắn kính vào, nhưng mà mình bảo cái kết cấu từ đầu nếu mà sửa chữa mà để di chuyển đi như vậy nó dễ nguy hiểm, dễ bể kính các bạn, nó toàn nguy hiểm với cái hồ nên mình không có dám làm các bạn. Thì hôm nay mình đang bị cảm cúm các bạn, cái giọng nó hơi khàn khàn, các bạn thông cảm đấy. Thì hôm nay mình đã tiến hành mình làm cái hồ này với kết cấu từ đầu, tức là mình thiết kế từ đầu luôn, mình không có, mình tính lực chịu đựng từ đầu luôn các bạn. Cái đó thì mình bắn lên khỏi mặt đất rồi này, bắt đầu là mình làm dựng non bộ ok rồi. Thì cái thành này mình có làm dày hơn với cái thành bình thường một chút xíu, và mình đai trên này là 2 cái 6 các bạn. Bình thường hồ kia mình, hồ nhỏ kia mình đai một cái thôi, nhưng mà hồ này mình đai 2 cộng, giống như hồ lớn này này. Hồ lớn này thì mình làm cũng 2 cộng trên, nếu mà như mà làm 3 kính thì mình phải làm 3 cộng, 3 cộng chịu lực ở trên mới được các bạn. Đó, cái hồ này mình mới làm thì mới xong thì mình trồng cái đục vừng lên các bạn, mình mới bấm tỉa tàn đi để cho nó ra cái thực mới các bạn. Thì mình mới đưa trong chậu lên. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành mình đi sơn cái này đá san hô các bạn. Nhưng mà nếu các bạn, thì mình đã nói nhiều lần, nếu mà mình để im như vậy các bạn thì nó sẽ trắng, nó sẽ trắng đen thì nó đốm đốm rất là xấu. Thì mình sơn lên mình đón đầu thời gian các bạn. Đón đầu thời gian là gì? Đón đầu thời gian tức là mình sơn màu thời gian trước để khi mà non bộ nó cũ đi thì nó sẽ thay thế cái màu thời gian bằng cái màu mình sơn lên các bạn, thì nó sẽ đẹp, nó không có bị loang lổ, nó không có bị mới quá các bạn. Non bộ thì nó phải cũ đưa phong nó mới đẹp. Như cái này thì mình sơn chỉ màu vàng thôi. Đó, mình sơn đen thì phải vàng lên thì nó bắt đầu nó cũ, cái đoạn là màu đưa phong các bạn. Màu đưa phong của kính, của đá. Thì cái này mình làm được 2 tuần rồi, thì trong rêu các bạn thấy nó mọc rồi. Đấy các bạn thấy không? Nó mọc xanh dờn này. Đó. Xanh dờn luôn. Đó, nó mọc các bạn, mới có 2 tuần mà nó mọc như thế này. Thì bây giờ mình quay lại vấn đề này. Thì nhiều bạn cứ hỏi mình là sơn cái kiểu như cái núi này các bạn, thì sơn màu như thế nào? Thì mình cũng chia sẻ rồi, mình cũng nói rồi rất nhiều lần rồi. Hôm nay thì mình làm chi tiết lại cho các bạn xem này. Thì đầu tiên là các bạn sẽ sơn một lớp màu đen, tức là phủ một lớp màu đen lên cho nó kín toàn bộ non bộ luôn. Thì đây cậu là màu thời gian này các bạn, màu thời gian là cái màu này này, nó phủ ra màu thời gian như vậy. Thì phủ toàn bộ non bộ luôn. Thì để sơn như này thôi. Như đợt trước mình chia sẻ với các bạn ấy thì mình sẽ dùng cọ mình sơn. Dùng cọ sơn thì nó sẽ, và mấy cái khe này nó khó các bạn, và nó là mất thời gian khá lâu để cái khá lâu mới sơn được cái hồ này. Thì hôm nay mình sẽ làm cách mới, nó là mình sẽ dùng cái bình xịt các bạn, cái bình xịt 2 lít đó. Rồi mình hòa sơn và mình sơn thì nó rất là nhanh các bạn. Còn nếu các bạn có điều kiện hơn thì các bạn có thể mua một cái máy phun sơn mini tầm tay ấy, bằng xài điện các bạn. Điện cũng có, điện thì nó rẻ hơn là mình xài bình, mình xài điện lưới nó rẻ hơn là mình xài cái bình xịt mà nó xài bằng ắc quy nha các bạn. À, nó xài bằng sạc, các bộ sạc, các pin sạc các bạn. Nó xài pin sạc thì nó sẽ mắc hơn chút xíu, nhưng mà nó cơ động là mình có thể mang đi mọi nơi, nó không phải mất dây điện đằng nhằng các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cái này mình đi pha nha. Thì để mình pha cái màu, tức các bạn có thể sơn màu đen không cũng được, hoặc các bạn pha tí màu đen, màu bột các bạn, mình sử dụng màu bột, sử dụng cái màu mono kiều. Thì cái vấn đề pha này thì mình cũng chia sẻ rất nhiều lần rồi, thì mình nói sơ lại thôi là các bạn sẽ dùng màu bột màu đen này với một chút xíu một màu vàng, bạn cố đều lên cho nước vào, rồi các bạn sau đó các bạn cho mono kiều vào, bạn cố đều lên, rồi các bạn cho vào cái bình xịt, cái bình xịt vậy thôi các bạn. Thì các màu khác thì nó cũng như thế thôi. Giờ mình sẽ tiến hành mình đi mình sơn các bạn. Rồi ok, mình đã sơn xong cái phần núi và cái phần thành hồ giả cây xung quanh rồi. Thì đây các bạn có thể thấy này, mình quay gần cho các bạn xem. Thì bên trong mình sơn hết màu đen rồi. Chung là mình sơn cái này cũng mất khá nhiều thời gian các bạn, mất khoảng gần 2 tiếng đồng hồ đó các bạn, sơn cái cả trong cả ngoài luôn. Thì giờ đến phần núi nữa các bạn. Phần núi thì mình sơn cái màu nâu đen, màu đen với màu vàng
để ra cái màu hơi rêu rêu các bạn. Đó, thì bây giờ nếu các bạn để im về các bạn chơi thì cũng được, thì nó ra cái màu cổ kính rồi. Nhưng mà để phải cho cái màu nó lên, nó có nổi bật chút xíu thì khi mình nó ban đầu các bạn, mình sẽ pha một chút màu màu nâu. Đấy, khi nào nó khô nha các bạn. Khi nào cái này nó khô rồi á thì nó khô rồi thì mình mới lên màu nâu nha các bạn. Cái này nó khô nha, nó khô rồi thì mình mới lên màu nâu, hoặc rồi khô mới nó màu nâu rồi mình lên màu vàng cái để mình phải lên các bạn. Thì mình phải sơ sơ lên thôi. Ở đây các bạn thấy này. Đó, các bạn là lấy cái cọ cho nó gọi là nó nhúng nhúng cái cọ thôi. Thì mình hơi cọ nó phải đầu cọ phải khô khô chút xíu các bạn, đừng có làm ướt quá, mình lau bớt đi, nếu mà nhiều sơn quá lau bớt đi. Để không các bạn quệt đấy, nó sẽ bị thành mảng nó xấu các bạn. Mình phải nhẹ thôi. Đó, mình phải làm sao để cho nó này các bạn thấy không? Mình phải nè. Phải sao cho nó ẩn nó hiện lên, nó không có bị để lại nét cọ các bạn. Để nét cọ nó xấu. Thì các bạn mà nhúng nhiều sơn quá để nét cọ, hoặc sơn lỏng quá để nét cọ nó xấu. Đây các bạn thấy không? Phải vậy thôi. Đó. Mình phải sơ sơ vậy nè các bạn. Nó sẽ sáng lên. Nó sáng này nó đẩy cái độ 3D lên, tức là nó sẽ để cái độ sáng nó đẩy lên, nâu lên, còn đen để dưới. Thì nó cảm giác như cái cục đá các bạn sơn 3D vậy đó. Đấy. Bạn chấm chấm cái tí đầu cọ thôi. Các bạn sơn màu nâu xong, tí các bạn à. Thích màu gì các bạn cày lên, ví dụ mình thích màu vàng mình đẩy màu vàng lên tí, nó thích màu xanh đẩy màu xanh tí đấy. Còn thích màu tím đẩy màu tím lên đó. Thì để cảm giác lên nó ẩn hiện nó mới đẹp. Rồi, mình đã sơn xong rồi các bạn. Thì các bạn có thể thấy là mình sơn xong cái màu nâu rồi nè. Thì các bạn nhận thấy thì nó đã đồng màu lại nè, mình zoom lên các bạn xem. Các bạn thấy không? Tức là khi mình sơn cái kiểu này á thì cái cục đá đó, nó sẽ đồng màu lại, ví dụ cục đá này, cái cục đá này với cái vết nối của cái xi măng á nó sẽ đẹp lại là một các bạn. Tức là nó hay cái chỗ là nó sẽ những cái đường nối xi măng của mình á nó sẽ đẹp lại thành màu đá luôn. Thì nó giống như kiểu là mình cục đá này nó là một cục các bạn. Đây, các bạn nhìn này. Bạn nhìn cục này nó giống như là một luôn, nó liền lạc luôn này, đẹp thành vết nối này. Cái nối biến mất luôn các bạn. Nó gần như là tẹp luôn. Thì nó tạo cho cái cảm giác giống như là một cục khối nguyên núi là nguyên, nó không có bị sự rời rạc các bạn. Đó. Thì đây là các bạn thấy không? Mình phủ từ dưới lên trên luôn. Phủ sơ sơ thôi. Ôi phủ kỹ lắm các bạn. Thì các bạn phủ bắt đầu giờ mình sẽ lấy cái màu vàng vàng đất ấy mình phủ lên. Các bạn có thể phủ màu xanh cũng được, nhưng mà mình phủ màu vàng đất lên để cho nó có cái màu nó sáng lên chút xíu các bạn, nó sẽ đẩy 3D lên hơn. Đó, các bạn nhìn bên này này, đấy. Sơn xong nó sẽ phủ lên như vậy này. Sơn một tí màu vàng thôi. Phải sơ sơ lên các bạn. Đó. Đây, bây giờ mình sẽ đi pha cái màu vàng, cũng pha y như cái màu nâu các bạn. Mình phải sơ sơn cái nào ok. Rồi, ok, mình đã sơn tương đối gần xong rồi các bạn. Đây này, các bạn cái màu vàng các bạn cứ phải lên như vậy này. Đấy. Phải giống như cái màu nâu vậy thôi. Mình phải các bạn thấy rằng nó nổi lên này. Vân đá nổi lên này. Cái chỗ nào mình phải vô á là nó nhô lên, nó sẽ đẩy sáng lên, còn chỗ tối đẩy lại tạo độ sâu cho cục đá các bạn, độ 3D cho cục đá đấy. Rồi các bạn thấy không, đó phải sơ sơ là được rồi, cũng này mình cũng chấm màu vàng này các bạn. Đó, chấm màu vàng mình phải sơ sơ thôi đó. Các bạn phải chỗ nào mà nó đồng đều tí được vậy thôi là nó ra rồi đó. Rồi chiều nữa mình sẽ gắn mô hình lên, rồi mình vệ sinh kính, rồi là mình quét cái mô tô kiều lên cái cho nó phủ bóng lên cái chỗ mặt cắt các bạn, rất là xong rồi các bạn. Đó, rất là đơn giản các bạn, để có một cái sơn giả đá đẹp cho cái ngọn núi các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy đăng ký kênh để xem những video chia sẻ mới nhất từ mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.